Đó, ừ đó. Rồi bắt chước người ta làm gì đi. Bỏ dép ra. Bỏ dép ra, bắt cô. Cái này hơi khó à nha. Trời ơi, leo vừa mang dép đi cha. Leo vừa mang dép. Rồi, giờ làm mẫu đi Ngốc. Nè. Đó. Đó. Ok kìa. Rồi tới anh leo ra. Cái này khó nha. Thấy giờ em tướng gầu quá trời. Đợi ăn được cái dừa có bao lâu luôn. Không có lực, không có lực rồi. Không có chỗ cái đảo dò nữa. Trời, không được rồi. No rồi. Dân vỏ chai miền Tây rồi, giờ nó chán hết. Trời ơi. Bắt chết chèo lên giờ. Trời ơi. Tính đâu Lý Tiểu Long nhập chứ. Ô, bắt chớn kìa. Rồi. Người ta hái dừa còn chả làm cái gì. Quá chân rồi. Thôi. Gì sao chỗ bóng ngang vậy? Cái gì mà nguy hiểm lắm. Cái gì mà nguyên quậy luôn, đừng dán ơi, dán ra mạnh lên. Rồi để nó đi, chút khỏe đứng xuống đi. đã xuống. Vô bộ đồ người ta hết trơn rồi. Xin chào mọi người đang xem kênh Về Quanh TV của Tiên Nghe. Thì hôm nay mình sẽ làm món tôm càng xanh nướng muối ớt. Nhảy luôn. Quá trời, tôm còn sống hay vậy sao? Còn sống luôn. Từ rối luôn ha. Từ rối luôn, nó bò luôn nè. Rồi đây là hàu nha mọi người. Hàu. 7-8 kg hàu gì đó, mình sẽ nướng mỡ hành. Cho ăn kèm với bông rau của Dương Úc. Anh Ba Đông trải nghiệm về đây. Anh Ba Đông trải nghiệm lâu rồi, anh Ba Đông chưa về miền Tây cũng lâu rồi hết anh Ba. 5-6 tháng rồi. Vậy ha? Lâu dữ rồi. Lâu lắm rồi. Lý do anh Ba Đông không có về được là vì tại vì thầy Hô mất học ở bển đó mọi người. Thầy Hô mà nói về Việt Nam nó nghỉ lâu quá thì nó sẽ học dở lại, cho nên là chỉ về chơi tầm 10 ngày thôi chứ không có lâu như đó được. Đó là lý do mà mẹ con Tiên về trước. Còn Tiên về trước là để cho Hà Duy học tiếng Việt. Nó ở đây thì bây giờ Hà Duy nói tiếng Việt cũng khá là ok lắm rồi. Nên là về ở lâu lần 2 tháng cho Hà Duy học tiếng Việt. Thấy không, thì bạn học với anh Ba Đông hả? Bây giờ mình vô mình làm nha. Rồi đi đâu đi. Gì vậy? Tôm bỏ ra. Giờ ba dưỡng bắt đầu sạc nha. Nhiều sạc, nhiều cải ra. Mặt sạch á. Con này mà nó bén lắm nè. Còn nó cắt một cái là tới xương luôn đó. Bén. Rồi, để này lấy, có nó cái cơ cho mày. Cắt cái cơ nó. Xình dữ ha. Xình dữ lắm, xình mà. Nó ở dưới sâu không nè, đâu có mấy con này đâu có nổi lên được. Con này nó chung nó ở chỗ nào, nó ở chỗ nó không có đi lum. Nó đeo chỗ nào, nó đeo chỗ thôi. Cái con này ăn phải khéo tay để sao nó vô cái da bự. Cái da bự ra sao? Anh đi kìa, mình đi kìa. Cơ này ra nè, thằng hào này hộp sữa ngon ha. Giờ mình sẽ rửa. Ngon ha. Đó, con hào Việt Nam mình để trên Ba Đông ăn thử coi ngon không nha. Ngon hơn hào nước ngoài. Ngon hơn hào Hàn Quốc không nha. À, 맛있네. 이거 어디 있어? 맨 올라 왔을 때 그 푸국에 그거보다 더 맛있네. 너무 hơn vừa uống hôm bữa ngoài Phú Quốc. Cái cái vừa vừa ăn luôn. Hồi uống xong đi cái vừa để tiên thực. À. 역시 여기가 맛있어. Nó vừa nhà ngon hơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi mâm hào của chúng ta đã làm sạch sẽ xong xuôi hết rồi nè mọi người. Nhìn ngon nha, bắt mắt lắm á. Giờ mình nhóm than mình nướng nè. Hào mình tươi rối luôn ha. Hào này hào thiên nhiên hết gì nè. Nhìn nó
không biết phải giống thiên nhiên không. Con hào này là người ta nó đâu nuôi bằng thức ăn đâu, nó ăn nước mà. Con hào nó ăn nước. Phù vô. Hả? Mình đâm muối ớt nha. Để mình chấm tôm với mình ướp tôm mình nướng. Nướng muối ớt nè. Mình tháo ớt tôm nè. Trời đất ơi. Ngon ngọt vậy mới được. Muối ớt. Ăn chắc lột lửa nói chuyện như sáo luôn á. Ngọt chưa? Rồi bây giờ vô gốc khách hàng để thắng mở hàng. Mình nướng hào. Nó phải dùng cái bọc này chỉ mới nổi với em thôi nè. Cài lắm. Bắt tay xong về chiều giờ không có đụng nữa. Không có đụng thì phải đụng cho nó nóng nó thật. Sa tế cho nó thơm. Sa tế à. Một bọc sa tế luôn. Lớp nhẹ nhẹ rồi để nó thơm á. Ở đây tâm càng nó càng đâm á. Càng cái này nó càng nó càng. Ăn vô đây. Này gắt rồi không còn con nào ăn luôn. Ba Đông ngồi lo nhiệm vụ nhúm than nãy giờ nè. Gì trời. Than đệm dữ à. Trời ơi. Thôi mà không phải dọn như nó không dữ được chứ nè. Rồi, nướng nó đi. Thêm. Chưa. Nó thêm phim ở đây. Nhưng hồi có gì mình vớt bỏ vô ăn bớt. Rồi anh về mới đông sẽ nướng nha. Nướng ngon ngon nha anh. Đây cái mắm. A bag of tomato ketchup here. A bag of tomato ketchup. Nướng chín bỏ vô mắm này nè. Ồ, chẳng ấm mà, bà ý cái chung hông vô. Thôi ý ghê bố. Không phải đâu con. À, xuyên của anh ta. Khô nước rồi, bắt đầu bắn. Ông nói nuốt nước miếng quá. Ngon quá. Ngon quá. Rưới mỡ hành lên nha. Rồi, giờ nó khơ gáo nước mình rưới là nó chảy không ha. Chết rồi, có dầu vô cháy nha. À dạ. Gì đó, Hà Duân. Nói gì Hà Duân? Không nói rồi, không nói rồi. Không nói hả? Không nói thôi. Không nói mà miệng cỡ đó đó. Nói với ông Dượng là phải nói tiếng Việt nha. Chứ dạ. Tiếng Hàn quá không biết đâu à. Bây giờ Hà Duân thông dịch được cho ba nói với ông Dượng được rồi đó. Giờ ba nó muốn nói gì á là... Giờ có Hà Duân thông dịch. Thông dịch. Hà Duân giờ là thông dịch viên mà. Ô, cứng đồ. Đi hay nhà hàng đâu về đâu bắt trước hay nhà hàng này. Tôm nướng nha. Tôm nướng. Nhà hàng là cá xui. Cá xui rồi nè. Đi ăn nhà hàng đâu có lỗ đâu.
học đủ thứ điều thôi, học đủ thứ điều thôi. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn giờ hết, ở nhà với vợ với mẹ. Chuyến này hai vườn đi giữ ha, Nghệ An Phú Quốc mà, mấy lần rồi anh em mình mở rộng cái tầm mắt. Ờ đi đi. Ôi, đi ôi, 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 ôi. Cháy nó cháy, nó có sương. Cái gì không có tiền không biết chừng nào mình đi đi được đó. Đây là con đành rác rồi hai vượng à. Chứ có cháu mình mới biết đường đi chứ không biết nó dắt mà đi được chứ, nếu mà không có không biết chừng nào đi biết tới Nghệ An, Phú Quốc không biết chừng nào đi tới ngoài. Nó nghe thương chỉ coi trên TV thôi ba. YouTube và TV thôi. Đó trời nó cháy. Ôi trời làm dữ. Công nhân bây giờ lúc mà nó thơm quá thì thơm luôn. Thơm dữ ha. Rồi với tiêu rồi nó thơm. Mười mấy hành. Tao đi tìm. Cái này mua gì? Tao đi tìm pick kìa. Ủa, cái gì mình đi? Để cho mâm kìa, để cho mâm kìa chị. Anh ba đã bỏ cho mâm làm sao? Ờ, đi kìa. Quá ngon, quá ngon. Hấp dẫn nha. Nhìn nướng đi rồi cho chín sơn rồi, hồi để hâm nóng lại. Chừ nào mình ăn mình hâm nóng rồi trên bếp nó mới ngon. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cú con hồng xăng nhiều xăng cũng uống hết chung hai miệng xong rồi, lại xong rồi uống nước hai miệng ăn xong rồi nhiều lắm hết chung rồi. Ý nó nói là nó uống hồng xăm với men vi sinh hết trơn rồi. Thả miệng ra uống nhiều lắm hết trơn rồi. Papa kìa. Nè. Nè. Đã làm vui vui thả mô của cô. Nếu sang cô đi làm. Nếu sang cô đi làm. Tôi bố gì. Nướng hết rồi không còn ít kia. Anh ơi, ngồi đó nướng cho em nha. Nướng cho em ăn nha. Ngọt ngào đó. Việt Nam mà đi trời kiểu quỷ phụ nè. Ông nói tiếng Việt Nam nghe dễ thương, đáng yêu quá. Ai nắm cho dữ sao lớn nè. Nam nữ gì cũng đáng yêu hết trơn. Cái gì yêu bẹo quá. Mỗi một số đi có gì đó. Trừ Vân Hút ra. Giọng Vân Hút chép quá chép. Ông nói vậy đó. Chuyên hữu này không được. Đồng đá miếng gầy chứ không? Ui, 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 xin lỗi. Đồng đá miếng gầy. Nói đùa thôi, chọc thôi. Nói gì ạ? Nó nói gì mẹ? Ê, sỏi này ngon nè. Nướng cái này ngon nè. Ê, ui, tao thấy xưa. Đó, nắng băng luôn. Quá thì ngon rồi. Cái gì con? Con quét nhà thôi. Quét nhà hả? Dạ. Chàng ơi, gái tôi quét nhà nó kêu quay phim cho nó nè mọi người. Ý là nó muốn các em được giỏi giang đó nha, lau nhà. Con quét nhà giỏi hơn đó bà ngoại. Lau nhà, con lau nhà giỏi quá. Mà vui giỏi quá ta ơi. 1, 2 nữa kìa mẹ. Trời ơi, giả mồ hôi luôn. Mẹ ơi. Gì con? Mẹ ơi. Ơi. Con quét nhà mẹ không được vô nha. Cho dạ. Không vô nha mẹ. Nghe nó không mẹ? Mẹ ơi, cô con quét nhà rồi không được vô nha. Cho khô mới vô nha mẹ. Rồi. Rồi, mẹ biết rồi. Chừng nào khô mẹ mới vô nha. Dạ. Rồi, vô nhiều quá. Mình ơi. Nướng này ngon nè ha. Đá người cao ngồi ghế, còn người thấp thì ngồi không. Cả
xíu cũng thơm thêm xíu nè. Trời anh nói chưa cho nghe cái mùi thơm quá mà ai bỏ trái cà vô thấp tình đồng chí vậy trời. Ừ. Cà. Mặn cho lắm cũng mắm với cà, mặn tà tà cũng cà với mắm. Mặn lây gai, cái thay cái đổi. Đổ mồ hôi, ba đông đổ mồ hôi. Nói được hơn. Giờ mình chơi trò này quá trời. Này hơi nóng à? Tại hơi gần. Ăn mấy cái này phải nóng à? Thì mới ngon chứ. Rồi mọi người cùng ăn với cả nhà có tiên nha. Mời mọi người cùng mời ăn với cả nhà mình nha. Rồi mời hai Dượng ăn nhiều nha. Rồi. Mời Đồng. Anh ăn đi. À, mời ba Đông. Dạ. Rồi hôm nay mình sẽ chấm với lại muối chấm ớt. Là muối ớt. Đó. Muối hải ớt sản ớt. Là mọi người cứ quất muối ớt chanh cho tiên. Mà bây giờ cho gãy nó lú lú vô một chút. Gãy lú lú vô anh. Rồi ba Đông ơi. Đây. Rồi ăn đưa, vô đi ta. Ăn đi. Nè. Đưa cho em. Ăn đi anh. Ăn đi mẹ. Rồi coi cảm nhận của anh bà ăn hàng Việt Nam sao nha. Ăn đi anh. Nếu mà cay bỏ miếng ớt nha. Chuyện sao có bỏ miếng ớt. Ăn đi mẹ. Ớt thì nó cay đó. Rồi. Mất con bài à mà xin nên chị. Làm con này bự lên đi. Đi đây đây đi. Đây 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 ha. Con này giờ đưa con cũng không làm gì. Nóng. Cay cay. À ổng nói cái nước sốt cay. Mẹ rồi á. Ồ mất đồ. Ngon lắm, con này ngon lắm. Ôi mi mỏng nó ôi ngon quá. Ngon quá nha mọi người. Đây, con hào của tiên đây. Mời mọi người dùng cái hào của tiên nha. Anh Ba Đông nói nước sốt ngon quá nha, nhận sao? Ý mua vô mạnh tới đó xài à. Đây, xin mời mọi người nha. Tiên cũng rất là thích nước sốt của Dưỡng Úc, Dưỡng Sáu làm rất là ngon nha mọi người. Chấm hải sản đi ăn nhà hàng bất kỳ nơi đâu cũng không ngon bằng ở nhà mà mấy Dưỡng làm cho thật sự luôn á. Không phải mà mình người nhà mình khen chứ mà nó ngon thiệt, thật sự. Nó đậm đà ngon ha. Vừa nóng vừa cay luôn. Nóng mà cay không? Nóng mà cay rồi thêm béo béo vào phòng nữa. Rau rau đây rau đây. Tới không? Bả đang rau tới không? Dạ. Anh ơi Út Cường vô leo không ơi? Dạ. Vô leo bé lớn này nè, mình chấm vô đây. Rồi mình cắn luôn. Đó. Đúng rồi, đã ăn gì đó anh. Bả chè. Ngon đúng không? Bỏ hào lên. Làm miếng dao vô mới được. Bỏ hào, con con cương nó nóng rồi mới ngon. Chết rồi, chết mồi rồi. Thấy rồi. Dạ, hết sức khui bà là mà xịt. Ông nói trời ơi. Cái mà cái hào của biển ngon quá. Vị của biển ngon quá, hào sữa. Ăn tới mấy rồi? Bột tôm con ăn để cho nó nguội mới làm được nóng lắm, thấm lắm. Chấm một miếng đồ bắp nữa. Ôi cái cây này nóng. Để tôm cho nó nguội đi. Nó còn để cho nó nguội mới được. Nóng như lắm rồi. Nóng mới ngon chứ. Nè mấy dưỡng như nhà hàng. Mọi người nửa khúc vô leo đi ha. Ăn vô leo ăn gì mới ngon nè. Ờ vô leo nè. Chấm gì cái luôn. Đây mình chấm anh ba. Ừ. Hết luôn rồi. Không được. Ngon rồi. Ừ. Bỏ chưa? Nói ôi nóng quá. Tại vì mình nướng trên lò ăn trực tiếp gì mới ngon á. Trực tiếp nó mới ngon. Nóng, nóng thì mới ngon. Còn xuống dưới là nó lạnh nè. Ừ. Đồ nướng mà để lạnh là ăn hết ngon rồi. Ừ. Nửa năng hết như vậy. Mình thử con tôm. Trời ơi, wow. Cái nước chấm thấm tình đồng chí luôn. Nóng 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 nha, nóng nha. Nóng cay đến nỗi à. Ngon quá. Mọi người ơi, làm con tôm nướng nha. Tôm nướng ngon hả? Tôm mình là xương que nướng nha. Con tôm rất là ngon luôn nha. Đây ăn lột thử con. Ôi giời, nóng nóng nóng. Nè nè, mới lột đi nè. Ra nước tôm. Nước chấm à. Mẹ ăn bóc bộ ngon hơn đũa. Cảm ơn mẹ. Tôm thì phải ăn vậy chứ sao vậy? Thôi. Nóng ông dãy như là kiểu như mình đi ăn nhà hàng. Ủa, đúng không ta? Ờ. Giống ăn nhà hàng không? Ông hỏi lộn sao hay vậy?
Nè. Ăn mặn ngon quá. Cảm ơn. Mặn. Gì vừa ăn ha. Ừ. Thấm mặn. Tôm thấm mặn mặn. Thấm. Ừ. Con tôm ngon ha. Nó muối ớt già nó giòn. Đang ăn ngon. Đang nóng nữa nè. Nóng. Vô lột cho nè. Thôi mẹ ăn đi, con là tự lột ăn luôn đâu. Mà anh ấy lột đi chứ ai ảnh lột cho ăn hoài trời. Lâu lâu lột con thôi chứ. Ừ. Mẹ ăn nè, tự lột được rồi. Dạ. Cảm ơn anh nha. Ngon quá, con tôm thứ hai chồng lột cái tiên nè. Vô kia chiều. Ủa, đâu được con hay vậy? À, bây giờ là để mồ lạc sợ, xin hình cho đồng tế. Ăn rồi mấy cây, cái cây này để lại đây nha, đang hồi diễn sáu tính tiền. Vô. Qua. Vô. Vô, vô, vô. Vô. Ba mùa mưa. Uống cái màu gì mà xanh xanh vàng. À, mà tôm nướng gì mà ngon à. Cái tôm nướng rồi để gì nhậu hết nổi rồi. Đi phố quá vậy rồi ăn uống ngày nhậu hết nổi luôn. Nhậu quá trời, mấy ngày nay hết nổi rồi. Bữa nay xin nghỉ. Đi quốc mấy ngày hết mấy thùng mày còn gì nữa trời. Chứ ngày thùng đều ăn. Có hai ba người à. Ừ. Mấy vườn ngày nào cũng mua thùng bia với mồi về resort. Bơi hồ bơi tẩm 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 rồi nhậu, cũng kéo về phòng nhậu. Giờ mình thấy lên mình nướng hầm nóng lại cái rồi. Ồ dè. Trời, cái đũa gấp sợ con hào không được luôn, không được. Nó bự. Nhớ mắc cười bữa đó. Để mọi người nghe. Nóng nha. Bữa đi chơi về, xong cái anh Ba Đông á, với hai thằng em Tiên á thì bơi với hồ bơi, rồi ở hồ bơi chính giữa hồ là nó có một cái quầy bán rượu nước giải khát của mọi người. Là mình có thể uống bia cho đó luôn. Là mình vừa bơi vừa uống, rồi tẩm tẩm vừa uống luôn. Là anh Ba Đông với thằng em Tiên làm vậy. Còn dự sáu thì ổng lạnh quá, ổng về phòng. Cái mẹ Tiên về phòng, mẹ Tiên nói như nè. Nhất nó như xì ke vậy, nó lạnh quá, về phòng đắp mền rồi. Còn Ba Đông với hai thằng Khánh Hưng thì bơi tẩm tẩm với hồ bơi, nhậu dưới á. Còn Cường á, đứng nói chuyện với ai mà bạn đột bikini đột bén lắm. Cái Tiên mới nhảy dỗm vậy, Tiên ra Tiên đến là quay phim gửi cho giường gì Út làm bằng chứng. Đó. Chút xíu là trái nhà không ai. Anh nói ông này dữ ha, nói chuyện mình đứng nói chuyện nó giờ cả buổi rồi. Mày nói vậy đó. Thôi mà, ai về đâu. Lộn à. Tại vì cái phòng Tiên á là mở cửa ra là ngay cái hồ bơi luôn, là thấy hết luôn. Anh về mở cửa ra là chồng của người ta. Nay sinh nhật vợ chồng tay rủ nhau đi bơi hồ resort. Mà có điều ông chồng là cái tướng y chang như Dương Út luôn. Cũng cái đầu cũng hết kiểu vậy mà cũng mập như y chang luôn. Nhìn sơ qua là không thấy, nhưng mà tại vì bụng hơi phệ vậy. Ừ. Tại vì Tiên mở camera lên quay video mà Tiên zoom ra cho rõ đó. Lúc mà zoom ra nhìn không phải ông Cường. Nhìn không phải Dương Út. Rồi chết. Trời ơi trời, chút xíu cháy nhà. Chút xíu cháy nhà thiệt rồi. Phải không có camera, không có máy quay phim này nhìn nó Dương Út mà. Nhìn ra là y chang Dương Út luôn. Nhưng lúc mình thu gần lên thì không phải. Thu gần không phải. Mà có những giáo làm chứng mà hai anh em mình dắt bên rồi đâu chả. Cái hào như sao rồi? Cái miếng cải à. Ồ, gào ngấp chân. Đây, gào ngấp chân nè. Ăn gì nữa con nè. Ăn gạo nhiều nhiều đi. Đây. Ăn gạo tốt. Đi leo nữa không? Không, gạo leo còn. Giờ ăn gạo gói miếng hào. Mình ăn gì con nhỏ là ngon thiệt nha mọi người. Ngon chưa? Vừa nướng vừa ăn gì đỉnh thiệt á. Ừ. Có gì bằng nấu bán vừa ăn gì. Thử gì nóng. Ăn mà, vừa thổi vừa ăn. Đôi chút bôi. Đôi chút bôi. Đôi chút bôi. Đôi chút bôi. Ai cho ăn đó trời. Cái bộ vậy từ chỗ. Trời ơi là trời. Ớt này cay dữ thật ha. Ớt nhà trồng cay. Cay ớt muôn. Ớt con trồng á. Ờ. Cay dữ. Ớt nào mà ớt không cay. Cái nào mà gái không hay ghen trồng. Tại Tiên ghen dữ lắm hay sao mà ớt cay dữ vậy nè. Ớt này Tiên trồng hồi đợt Tết á, hồi đợt mùa hè chứ. Mùa hè vậy là cũng 5-6 tháng này ha mấy giờ. Ừ. Sáu ăn cay cũng dữ lắm mà đừng ớt này quá dữ. Ớt của Tiên trồng là phải cay vậy đó mọi người, ghen mà. Ghen tụt quần luôn. Thương chồng mới ghen chứ. Không thương nhà chứ không. Mấy gì có ghen không? Cũng ghen lắm á. Ghen nghĩa hiệu à.
mà những sáu đó vô có gì vậy, trái cà ba Đông ăn thử đi. À quên đấy, trái cà cà lúc xưa đó cho mình tao giữ dần tao đi tao út út nãy giờ quên ăn đậu bắp đó chứ nhà mới đâu anh ba cảm ơn ngon ngon tao ngon ngon này quá ngon trẻ quá cà vậy mà héo còn giữ trời ai mà vậy chết chết quá tao hơn già tính như mày đang nói con gái mẹ luôn đó. Hồi đó mẹ lụm con mày gốc chuối mà hành nãy còn sao hả mở này hành nãy còn không trời à. Gì mà nó héo héo tèo quá quá ui cả làm canh vừa đủ thế nào à à mà cầm ra mình cái canh gà 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 gì nóng nó mặn lắm quá hào lên tắm mà vừa cay cái này gấp bớt rồi dạ có như là không có được cái này ông nói cà bên Việt Nam dài hơn cà bên Hàn Quốc ha. À, Việt Nam gì cũng bự vậy đó anh ơi. Gì cũng bự vậy đó. Hàng Việt Nam chất lượng cao mà anh. Khí hậu ông Việt Nam. Mẫu tiếng cười thật khơi à. Cứ gì. Bán cũng không ít hơn lên. Đúng rồi. Gì cũng bự vậy đó. Thật khô. Bả bả. Có à. Mẫu tiếng cười khơi. Nóng quá mà. Đá cay mà bỏ cái miếng ớt trên giữa nữa. Ăn chắc chết. Nữa không cay. Đọc lưỡi. Bán có gì anh cơ. Thì thấy được cơ. Thôi này bán có giá lắm. Cay nhiều. Ông ơi, cho mọi người gấp à. Ông ơi. Nó có gì cũng cũng cực cũng bự nghe hơi kỳ kỳ sao. Ồ, cảm ơn. Ít cái cá chim mà cái này. Các bạn. Ăn miếng cà với miếng ngào vậy ngon ra. Còn này nóng kìa, chín rồi. Ủa cái cây này còn không có cây hả? Ồ, làm sỏi cho mình được nóng quá. Ở chỗ bà xin nè. Anh bà bò ăn cà được rồi nè. Cảm ơn mình nướng thêm mấy giấy nữa. Tại lấy dao cắt cái đầu ra cho ấy là dễ. Hay là chỉ nên mua mua thử thôi. Có gì bằng cà nướng. Mình mua cà. Cà này hơi non rồi, phải lựa trái cà già già nướng. Cà non nó ngọt hơn. Nhưng mà nó teo. Cà già nó đỡ teo. Cà già mà đỡ teo hả? Cà già nó có hột nó bự, nó bị sập. Nó ngược à. Cái kia là nó ngược, còn này nó xuôi mà chị. Có kéo không? Không. Cắt giùm con đầu này. Cái dạ? Đầu mới vẽ được. Ừ. Cắt ra, kéo cắt mới được. Nó đũa. Đũa được không? Trời ơi. Nè. Chiên gà ăn cà. Được rồi. Nóng quá đâu. Tôi muốn tới rồi, một tới rồi. Nước tôm gớt vô mình anh Hàn Quốc ảnh la quá. Cái nào cũng nóng hết. Đã cải rồi. Đúng. Đúng không? Cái bầu lấy miếng cải đút vô đồn rút tôm em nè. Lọt lên. Ờ. Lọt lên. Có tôm đây cho nhất ăn chứ. Có rồi, anh còn chưa ăn hết. Nên đây nhắc chừng. Chắc lên đấy, có gì dày. Thầy không có trổ chất chứ gì bên đây còn hào hết còn hào nữa không còn đó còn hào đó trong mâm hết à hết mâm hào rồi đó hả hết rồi cũng lẹ quá à. Cái gì mua 700 ký hào mà vỏ hết ăn nửa ký cái sâu cái vỏ 6 ký vô vỏ 6 ký vỏ hết 6 ký rưỡi mua 7 ký vỏ 6 ký rưỡi rồi hào thì phải vậy thôi. Hào phải vậy thôi rồi nữa kìa. Hào mà. Hào là cái gì? Sang trọng quý phái mà qua phải không? Hào qua. Nói giờ mới nghe luôn á. Cái này tính như xông hơi luôn ta. Đổ một hơi. Sức một hơi luôn. Sức một hơi. Nóng từ trong ra ngoài đó nghe quý vị. Cái gì vậy anh Út? Mình bị chai ly rồi. Ăn tới bể ghế luôn. Ăn cà không mẹ? Không không? Không. Ăn lơ mơ phẩm đó nghe. Nóng lắm á. Dạ. Mới gõ mới đã nè. Ăn lơ mơ. Ăn mơ không nóng bảo phẩm lưỡi phẩm lưỡi
nuốt vô cái đầu nóng đó. Rồi đâu vô ăn đi, nãy giờ ăn gì con này chưa nóng không lắm, ăn hào đi, cái này còn vỏ hào qua không nhỏ. Trời, ăn miếng cà mà nuốt cái đâu biết cái đó luôn á. Ám hình đồng chí hả? Đậu bắp nhất rồi. Miếng cà đi tới đâu biết tới đó luôn. Cơm thịt nó dẻ ngon ha. Cơm này nãy mình mua thả lẩu chẩm chẩm không mà. Ăn cái đồ bốc bốc này nó không có sạch được nha. Tay chân dính đùm lum. Nhìn nó mới ngon. Ăn mấy này kỹ đâu được. Thôi chị dính tay rồi. Chứ không lấy xào lọc tôm được. Nóng rồi. Còn nó sốt rồi nhỉ sao? Nói nhớ làm có nhiều lắm mà. Mà sao không nói. Chấm đỏ kìa. Còn giác luôn. Giác rồi. Thôi thôi rửa. Anh ta không cũng đến. Ớt với muối mà đâm có không đủ ăn. Uống hà tiện. Nhiều quá sẽ ăn không hết. Bỏ uống. Sầu cơm mi lăng, cầu chua mà mất cơ tô, ác khi cầu mà anh đi ảnh á nè. Ớt với muối mà đâm không thiếu không? Ăn ăn gì cay sang không mà công nhận vừa nóng vừa vừa nướng vừa ăn vậy ngon ha, ngon ngon vô giang nhé mi má này giang nhé à má này là đâu chứ banana cái plan gì mà xí giang nhé plan này đúng rồi anh nói cái sốt mỡ hành này giống mỡ hành hôm qua rưới lên chuối nướng. Chuối nướng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cũng giống gì đó. Chuối nướng nó cũng làm hay ta. Hay hả? Má hành nó cũng làm bỏ tí muối rồi ngọt đi. Mặn mặn. Ủa chứ ở chỗ chị hăng gì? Chỗ đó. Ừ. Nhưng mà cha ta cha ta mà cha ta mà được chứ này, cái đó. Cha ta mà được. Mình thật luôn. Nó dụng làm hay quá. Đừng rớt bãi đồ nghệ gì sao. Con nhỏ nó đâm muối ớt còn đó. Nguyên vỏ luôn nè, cà non. Ở cái này nó héo hơn tiền nữa. Anh ơi, cái này nó héo hơn em nè. Nè bố tao tới mấy lần nè. À, mấy lần sao? Nè bố tao tới mấy lần nè. Đúng không anh? Cứ được rồi. Anh nói biết sao chứ ai đâu biết được. Ai biết được chắc chết. Ai biết được chắc chết à. Đã. Ôi trời ơi, ăn nó đổ mồ hôi sức, mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con. Cái nào ăn rồi mình bỏ ra ngoài. Sao này cái ke gấp nè. Tôm này, về... tôm này ngon rồi ha, tôm này nó ngon. Tại không gấp, bên đây có nè. Nè, gấp nè. Bên đây có nè. Cái này nặng, phải gấp này nè. Nè, tiêm. Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Thấy đi. Đi ba đâm kìa. Con này chưa gấp rồi. Còn nước không à? Nè, cho ăn khác đi, ăn khác đi. Ăn hào đi, ăn cái hào qua phong nhã. Dạ, em ăn cơm. Không, không. Thôi, ngồi chích gà, hết tôm chưa không? Hết rồi đó. Còn như đây thôi hết rồi. Đi mình trà luôn đi. Vậy là đội mình cũng, đội nhà mình cũng mạnh quá ha. Mạnh bạn lắm. Hấp một mẹt ốc hết rồi. Ối lộn, mẹt hào với mẹt tôm. Tôm. Ăn nó trẻo à, trời ơi. Giờ mình ăn từ từ rồi mình chiêm nghiệm ha. Rồi, xin tạm biệt mọi người tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên Nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh về One TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.